Động vật tấn công con người Chào mừng các bạn đã đến với DCP Online Hôm nay là một chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm Đó chính là khoảnh khắc con người bị động vật tấn công Cùng xem hết video này để cảm nhận được nhiều khoảnh khắc nhất nhé 1. Hổ tấn công người Hổ là loài động vật ăn thịt họ mèo lớn nhất thế giới Là nỗi khiếp sợ cá môn loài Nghe tiếng hổ kêu thối đã làm cho cả khu rừng náo loạn rồi Với con người thì hổ là động vật được tôn thờ tại một số quốc gia Nó là biểu tượng của sức mạnh và nhanh nhẹn hổ là một trong những loài giết người tàn bạo nhất trong vườn quốc động vật. Trên thế giới đã thống kê, hàng năm đều có người bị hổ tấn công. Với đặc tính hung hãn, táo tận, trinh ranh và phạm ăn của mình, hổ tấn công nhiều động vật trong rừng cho đến gia súc, gia cầm. Và khi quá đói, nó sẽ rình và ăn thịt con người như một nguồn thực phẩm cung cấp cho chúng. Trường hợp đáng chú ý nhất là con hổ ở Champawat từng giết chết 430 người ở Ấn Độ ngày nay nhiều vụ việc hổ tấn công con người do những sự cố tai nạn xảy ra trong các vườn thú sạp xiếc gây ra những vụ việc nổi cộng gây kinh hoàng trong dư luận nhất là khi hầu hết các nạn nhân phải chịu kết cục tử vong khi vụ việc tấn công xảy ra 2. sư tử tấn công con người sư tử cũng thuộc động vật họ mèo có kích thước to lớn khác với hổ sư tử sinh sống tại vùng đông băng chúng sở hữu hàm răng chắc cùng bộ vuốt như dao và có khả năng leo trèo cực tốt ngoài việc chúng săn bắt động vật ra chúng còn săn cả con người tại những vùng gần lãnh thổ của chúng tại châu phi thống kê có hàng trăm trường hợp bị sư tử tấn công sư tử thường chủ động đột nhập vào những ngôi làng gần rừng cả ngày lẫn đêm để săn con người lý do đơn giản là do môi trường sống bị thu hẹp và khan hiếm về thức ăn sư tử cũng được con người thuần hóa trở thành công cụ diễn siếc mua vui cho con người nhưng do bản tính hoang dã mà nhiều vụ sư tử tấn công người tại giàn xiếc trước sự chứng kiến của cả ngàn người nhiều vụ xảy ra cũng do một số thổ dân đi săn nhưng không ai lại trở thành nạn nhân trong vụ đi săn. Vụ gần đây nhất là vào năm 2018, một chuyên gia tại Nam Phi khi đi vào khu bảo tồn. Khi mới dừng xe, anh đã bị hai con sư tử tấn công. Khi có nhân viên khu bảo tồn phát hiện thì anh đã bị hai con sư tử ăn ngấu nghiến nạn nhân. Và ngay lập tức, nhân viên lập tức hai con sư tử đã bị bắn chết vì hành động của chúng có thể tái diễn. 3. Báo hoa mai tấn công người cũng giống sư tử, báo hoa mai khá hung dữ và rất chủ động khi săn người. Đây là giã thú liều lĩnh, táo tận khi nó còn dám xông vào các ngôi làng, phá cửa trong quá trình tìm thịt người. Các cuộc nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, mỗi năm báo gây ra 30 đến 35 vụ tấn công. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng báo hoa mai cũng là những kẻ săn mồi có khả năng giết người như những mãnh thú khác. Những con báo ăn thịt người nhìn chung chỉ nằm ở một tỷ lệ nhỏ trong tất cả các loài báo, nhưng không thể phủ nhận là mối đe dọa ở một số khu vực. Hai con báo nguy hiểm nhất trong lịch sử là báo hoa mai ở Rusdra Parang được cho là giết chết hơn 125 người và con báo ở Prana được cho là giết tới 400 người sau khi bị thương bởi những kẻ săn trộm. Cả hai con này cuối cùng đã bị giết chết bởi nhà săn thú vĩ đại và tác giả nổi tiếng Jim Crobes. 4. Sói sám tấn công con người Sói sám là động vật khá hung dữ. Con thú này hay về bản làng, bắt gia súc và gây thiệt hại cho gia súc khá nhiều nhưng thường thì nó ít khi tấn công người trừ lúc bị khiêu khích. Trái ngược với các động vật có vú ăn thịt khác được biết là tấn công con người để kiếm thức ăn. Tần suất sói được ghi nhận để giết người là khá thấp, cho thấy mặc dù có khả năng nguy hiểm nhưng sói là loài ít đe dọa nhất về kích thước và khả năng săn mồi của chúng. Ngoại trừ cá thể gây nguy hiểm chết người vì những lý do khác hơn là săn mồi, 90% nạn nhân của các cuộc tấn công và ăn thịt là trẻ em dưới 18 tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi dưới 10. Trong những trường hợp hiếm hoi mà người lớn thiệt mạng thì nạn nhân là hầu như luôn luôn là phụ nữ. Điều này phù hợp với chiến lược săn mồi của sói, trong đó nó nhắm vào các loại con mồi yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất. Lý do tấn công người là chúng sống gần người quá lâu nên dần mất đi cảm giác sợ hãi con người. 5. Gấu tấn công người Mặc dù thường là những động vật nút nhát và thận trọng, gấu đen châu Á tích cực tấn công con người hơn so với gấu nâu ở lục địa Á-Âu. Gấu nâu hiếm khi tấn công con người và thường tránh người tuy nhiên chúng không thể đoán trước trong tình khí và sẽ tấn công nếu chúng bị kích động hay cảm thấy bị đe dọa. ở châu âu và mỹ rất hiếm khi gấu nâu giết chết hay gây thương tích cho con người nhưng đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. trong một số khu vực của ấn độ và miến điện loài gấu khiến người ta có nhiều lo sợ hồn hổ do tình khí thất thường và không thể đoán trước của chúng. các vụ tấn công xảy ra khi gấu bị thương hay đang nuôi con. Ngoài ra, có thể các loài gấu khác, chẳng hạn gấu trắng bắc cực đã tấn công con người khi chúng đi kiếm thức ăn. Gấu bắc cực khi sống gần nơi cư trú của con người sẽ dần quen với sự hiện diện của người và do đó không có sự sợ hãi ăn sâu vào chúng, dẫn đến việc sẽ săn người để kiếm thức ăn. Vừa rồi là điển hình của các vụ động vật tấn công con người. Nguyên nhân chủ yếu do con người đã thu hẹp diện tích sinh sống của chúng và do thời gian sống gần con người quá lâu dẫn đến thói quen không sợ người. Bạn còn biết loài trường hợp nào đã từng tấn công con người? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau!